Máy nướng xúc xích là thiết bị có khả năng nướng xúc xích tự động, không cần phải lật chở hay điều chỉnh ngọn lửa. Với những trang bị hiện đại giúp cho xúc xích nướng được thơm ngon và giữ trọn hương vị, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu máy nướng xúc xích 5 thanh nhiệt. Mẫu máy này có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 58 x 29 x 46cm, tạo cho ta một không gian nướng vô cùng rộng và một năng suất nướng không hề nhỏ, từ 18 đến 22 chiếc trên một nhà nướng. Ngoài khả năng nướng thơm ngon thì mẫu này còn có khả năng trưng bày thực phẩm bắt mắt. Ta đi tìm hiểu thực tế nhất về mẫu máy này. Đây là 5 thanh nướng. 5 thanh này thì đều được làm từ inox. Phía dưới này là khay hứng dầu mỡ. Trong quá trình nướng nó sẽ rớt xuống đây. Khay này cũng khá là dày dặn. Đây là bảng điều khiển của mẫu máy này, thì vẫn có công tắc trục xoay và công tắc bóng đèn. Đây là công tắc điều chỉnh trục xoay, khi bật lên 5 thanh này sẽ xoay đều. Bên này là công tắc điều chỉnh bóng đèn chiếu sáng cho không gian nướng. Mẫu 5 thanh này chỉ có một núm điều chỉnh nhiệt độ, thay vì hai núm như mẫu 7 thanh và 10 thanh. Khi vặn chọn nhiệt độ thì đèn báo sẽ chuyển sang màu đỏ. Phần kính thì vẫn là kính cường lực chịu nhiệt khá dày dặn. Tất cả khung vỏ thì đều bằng inox cao cấp, vô cùng sáng bóng và đảm bảo vệ sinh. Có thể khẳng định, máy nướng xúc xích 5 thanh là sản phẩm chiên nướng xúc xích nhanh, đẹp mắt, ít dầu mỡ, an toàn, bền bỉ, làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất. Để mà đặt mua cũng như tìm hiểu về mẫu máy này, các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc truy cập website maythailong.com để tham khảo cũng như tìm hiểu thêm các mẫu máy nướng xúc xích khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!